Bồ kết rất quen nhưng gội mê liền. Gội đầu bằng bồ kết tóc mềm mượt sạch gầu, lâu lâu chẳng thấy rụng nữa. Các bạn nào từng gội chắc hẳn đều gật gù tâm đắc thứ nước gội mộc mạc bình dị chốn quê. Nước gội bồ kết thảo dược cô đặc thi vân, tinh chất từ thiên nhiên. Tinh chất bồ kết thảo dược sánh quyền, được nấu theo phương pháp thủ công truyền thống với hơn 20 loại thảo dược tự nhiên như bồ kết, bùa hồn, xuyến chi, vỏ bưởi, xả chanh, hương nhu, hắc hương, mằng trầu và một số vị thuốc bắc thảo dược khác. Không phải dầu gội thông thường, bột được tạo từ bồ kết, bùa hồn và cây bột cua. Công dụng: kết tóc nhanh dài từ 5 đến 8 cm trong một tháng tùy cơ địa, trị gầu, hết ngứa da đầu, giảm gãy rụng tóc nhờ vỏ bưởi. Cây hương nhu trắng có chứa tinh dầu làm ra mồ hôi, làm thông thoáng da đầu, nhẹ đầu, sảng khoái khi gội đầu, giúp tăng lưu thông khí dưới da, kích thích mọc tóc mới. Hà thủ ô giúp làm đen tóc, ngăn lão hóa. Bùa kết giúp làm sạch da đầu và mượt tóc. Nha đam giúp tóc siêu mềm mượt. Xả giúp kích thích mọc tóc và ngăn rụng tóc. Nuôi tóc bóng khỏe từ chân tóc, đầu thải hóa chất trên sợi tóc và dưới da đầu, ngừa bạc sớm. Để nấu được một mẻ gội bồ kết thảo dược cô đặc thi vân phải mất hơn 3 ngày. Nấu từng nhóm thảo dược riêng để giữ lượng tinh dầu không bị bay hơi. Sau đó vắt hết nước cốt bỏ bã, tiếp đấy là cô đặc lại. Nói chung là cả một nồi to, đến khi thành được nước gội chỉ còn 1/3 thôi ạ. Rất là nhiều công đoạn để cho ra được một chai nước gội bồ kết thảo dược cô đặc thi vân. Đặc biệt, nước gội bồ kết thảo dược cô đặc nấu theo phương pháp thủ công nên vẫn giữ được mùi hương đặc trưng của thảo dược. Hương thơm thảo dược tự nhiên mang lại cảm giác sảng khoái thư giãn khi sử dụng. Vân chuyên gia công bồ kết thảo dược và ủ xả dừa bưởi nha đam theo chai, theo lít, theo can. Nên chị em nào có nhu cầu muốn mua sỉ và lẻ thì hãy liên hệ với Vân nha.